Ba Khía. Dạ, bác ơi. Bác hai ơi, bác hai. Dạ, con chào bác. Bác có phải là bác Hai Còng không ạ? Bác Hai Còng đây. Dạ, con... Con là... Dạ, con là Mai. Con Mai hả? Dạ. Con Mai con Tư vậy? Dạ, đúng rồi. Ba dạ. Mẹ con khỏe không? Dạ, ba má con vẫn khỏe. Trời đất ơi, ta nói... lâu quá không có gặp ba bay. Dạ, ba con gửi lời thăm bác đó bác. Cảm ơn. Sao ba mẹ giờ này làm ăn được không? Dạ, nhà con cũng làm cái dựa hải sản đó đó. Nhưng mà chuyến này con xuống đây á, con tính nghiên cứu thị trường và tìm định hướng mới để phát triển thêm. Vô nhà đi con. Dạ. Bác lo hái mấy cái cây rồi này nọ mà. Dạ. Vô nhà con uống nước, đường xá xa xôi chắc mệt. Ông đi đâu, ai vậy? Dạ, con chào. Con Mai. Dạ, con chào bác. Ngồi đi con, ngồi uống nước. Dạ, con... Hồi nãy mày nói mày xuống đây làm cái dựa hải sản gì hả? Dạ, con tính tìm thêm xem có cái gì lạ lạ hay hay không, con phát triển thêm. Dạ. Đừng có nói với tôi là buồn mà đi xuống đây rồi tìm Ba Khía để buôn bán nữa nha. Bà sao ngộ quá. Thì tôi nói vậy thôi mà, có gì đâu, ngộ không biết nữa. Tía ơi. Ừ. Tìm khắp luôn rồi mà không thấy con của bạn Tía đâu hết á. Ủa anh đi đâu vậy? Trời ơi, sao Tía không nói là con của chú Tư, con đâu có biết đâu. Con có tưởng là con của một người bạn nào khác của Tía. Hôm nay á, lo công chuyện nhiều quá, đầu óc lu bu rồi Tía quên dặn con. Thì bây giờ biết rồi đó, cũng vậy thôi chứ có làm sao đâu. Cái thằng khó chịu. Ủa, anh Hai về rồi hả? Ừ. Chào em. Chào chị. Đây là ai vậy Tía? Đây chị Mai. Con của chú Tư Lẹ. Ở trên thành phố á. Bạn thân của Tía đó. Dạ. Hồi xưa ở dưới này, giờ lên thành phố ở rồi. Dạ, tính xuống đây làm Ba Khía gì đó con à. Vậy hả chị? Vậy thì tốt quá chừng luôn. Thôi để em vô, em chặt cho chị trái dừa tươi uống nha. Đi xuống tìm nhà bạn thân của ba cô mà cũng không biết nữa. Đúng là quan gia thì... Thôi. Ôi sự quan gia nghiệp chướng thì gặp nhau vậy thôi chứ có gì đâu, không biết nữa. Thôi con đừng có quan tâm. Gia đình bác vậy á, chứ ăn ở có đức lắm, bị con cái khẩu nghiệp thôi.